các bậc a la hán độc giác bồ tát và chư như lai ứng tránh đẳng giác đều chẳng thấy mộng cũng chẳng thấy người thấy mộng đều chẳng nghe tiếng vang cũng chẳng thấy người nghe tiếng vang đều chẳng thấy ảnh tượng cũng chẳng thấy người thấy ảnh tượng đều chẳng thấy bóng sáng cũng chẳng thấy người thấy bóng sáng Đều chẳng thấy bóng nắng, cũng chẳng thấy người thấy bóng nắng, đều chẳng thấy trò huyễn cũng chẳng thấy người thấy trò huyễn, đều chẳng thấy ảo thành cũng chẳng thấy người thấy ảo thành, đều chẳng thấy việc biến hóa cũng chẳng thấy người thấy việc biến hóa. Vì sao? Vì tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, chẳng phải thành chẳng phải thật, vô tướng vô vi chẳng phải thật có tánh và niết bàn. Nếu tất cả pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh chẳng phải thành chẳng phải thật vô tướng vô vi, chẳng phải thật có tánh và niết bàn vân vân, thì tại sao đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp khởi tưởng có tánh? tưởng thành tưởng thật có tướng có tác tưởng thật có tánh chẳng phải tưởng tịch diệt nếu khởi các tưởng ấy thì đó là điều không có vì sao vì nếu tất cả pháp có một chút tự tánh có thành có thật có tướng có vi có thật tánh chẳng phải tịch diệt mà có thể nắm bắt được thì đối tượng tu hành là bát nhã ba la mật đa sâu xa lẽ ra chẳng phải là bát nhã ba la mật đa như thế đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng chấp trước sắc chẳng chấp trước thọ tưởng hành thức chẳng chấp trước nhãn xứ chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng chấp trước sắc xứ chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng chấp trước nhãn giới chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng chấp trước sắc chẳng chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới chẳng chấp trước nhãn thức giới chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng chấp trước nhãn xúc chẳng chấp trước nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc chẳng chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng chấp trước các thọ do nhĩ tí thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng chấp trước địa giới, chẳng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, chẳng chấp trước nhân duyên, chẳng chấp trước đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, chẳng chấp trước các pháp do duyên sanh ra, chẳng chấp trước vô minh, chẳng chấp trước hành thức, danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não Chẳng chấp trước dục giới, chẳng chấp trước sắc vô sắc giới Chẳng chấp trước bốn tịnh lự, chẳng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc Chẳng chấp trước bốn niệm trụ, chẳng chấp trước bốn tránh đoạn, bốn thần túc Năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo Chẳng chấp trước pháp môn giải thoát không, chẳng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện